Thưa quý vị, viêm cơ tim là một bệnh đã tồn tại từ lâu, chứ không phải là bây giờ mới có. Cũng như nhiều bệnh khác thì viêm cơ tim cũng có nhiều thể nặng nhẹ khác nhau. Hàng ngày, các khoa bệnh nặng của những bệnh viện lớn vẫn đang điều trị cho những bệnh nhân viêm cơ tim thể nặng. Và điều đáng lo ngại là có rất nhiều trong số đó có tuổi đời rất trẻ. Vâng, và để giúp cho quý vị có thể hiểu hơn về bệnh viêm cơ tim cũng như là các biểu hiện của bệnh, cách phòng tránh, phóng viên Chào buổi tối đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thưa Phó giáo sư, thời gian vừa qua thì người dân Hà Nội đang vô cùng hoang mang trước thông tin là xuất hiện một loại virus có tên là viêm cơ tim. Phó giáo sư có thể giải thích kỹ hơn về thông tin này được không ạ? Tôi phải khẳng định là không có một, cho tới hiện nay, chưa có một con virus nào mang tên là virus viêm cơ tim cả. Mà viêm cơ tim nó là một trạng thái bệnh lý, hoặc là nói nôm na là một cái tình trạng biến chứng do rất nhiều các nguyên nhân có thể gây ra, kể cả do virus, kể cả do vi khuẩn, kể cả do nhiễm độc, kể cả do bệnh tự miễn, vân vân. Do cho nên là cái việc mà thông tin chúng ta nói là có một loại virus nó chỉ gây ra viêm cơ tim thì là hoàn toàn không chính xác. Vậy bệnh viêm cơ tim là gì và mức độ nguy hiểm của nó ra sao ạ? Thực ra viêm cơ tim là một cái tình trạng bệnh lý do rất nhiều các nguyên nhân có thể gây ra, trong đó là có nguyên nhân nhiễm trùng, do các loại vi khuẩn, ví dụ như kể cả nhiễm bạch hầu, đặc biệt là những cái bệnh lý thấp tim thì nó sẽ ảnh hưởng viêm cơ tim rất là nhiều. Thứ hai là viêm cơ tim do các loại virus, thì rất nhiều loại virus đều có thể dẫn tới viêm cơ tim. Đấy chỉ là một cái biến chứng, nhưng mà tôi cũng phải nhấn mạnh là cái tỷ lệ mà bị biến chứng bằng viêm cơ tim là rất thấp và rất ít, chứ không phải là nhiều. Còn ngoài ra có thể các nguyên nhân khác như là bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc, các cái độc tố do uống các cái thuốc, các chất khác, rồi thậm chí một số trường hợp lại là bệnh tự miễn, nghĩa là tự cơ thể người ta có những cái tác nhân nó gây ra ảnh hưởng đến cơ tim. Thì khi mà cơ tim của chúng ta nó bị ảnh hưởng, nó có cái tình trạng nó viêm thì gọi chung là viêm cơ tim thế thôi, chứ còn cũng không phải là có một cái con virus hay là con vi khuẩn nào nó chỉ gây ra cái viêm cơ tim. Trên nền bệnh nhân có thể bị một cái bệnh lý gì khác rồi, hoặc là bệnh nhân mới bị nhiễm trùng, nhiễm virus, nhưng mà bệnh nhân kèm theo có tình trạng là suy tim, thể hiện ra là tự nhiên là khó thở, đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, rồi thậm chí có trường hợp bị ngất, hoặc là có những bị choáng đi, thì vân vân. Thì lúc đấy chúng ta phải nghĩ tới viêm cơ tim và các bác sĩ sẽ khám và phát hiện ra là chúng ta có bị bệnh viêm cơ tim hay không. Như vậy thì cái viêm cơ tim của chúng ta thì có thể gặp ở bất kể ai, bất kể lứa tuổi nào. Khi người đó bị, có những cái nguyên nhân mà tác nhân là có thể dẫn tới viêm cơ tim, ví dụ người đó có thể là nhiễm virus, người đó có thể là nhiễm vi khuẩn, thì có một tỷ lệ rất ít thôi, hạn hữu là có thể biến chứng vào cái cơ tim và gây ra viêm cơ tim. Nhưng cũng đặc biệt cũng phải có thể nói là có một số trường hợp là nó diễn biến rất là nặng, đột ngột, nhất là một số trường hợp bệnh bị viêm cơ tim ác tính do nguyên nhân virus thì nó diễn biến rất nặng, rất trầm trọng, nó gây ra suy tim rồi rối loạn nhịp tim, và bệnh nhân nó lại diễn biến hết sức nhanh chóng, và đôi khi là bệnh nhân dẫn tới tử vong hết sức là nhanh chóng. Thế do vậy cái việc mà chúng ta phải, một là chúng ta phải cảnh giác là có thể có bị viêm cơ tim hay không, nhưng chúng ta cũng không quá lo sợ cái chuyện đó, bởi vì ngay hiện tại bây giờ của chúng ta với những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các cái biện pháp hồi sức, các biện pháp chẩn đoán tích cực và các cái máy móc hỗ trợ cho tuần hoàn, ví dụ như là các cái máy để hỗ trợ cho tuần hoàn ngoài cơ thể mà chúng ta gọi là tắt là cái ECMO đấy, thì rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi mà không may bị viêm cơ tim cái thể nặng rồi cũng đã được cứu sống một cách rất là ngoạn mục ở đây. Viện tim mạch của ông có thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh mắc viêm cơ tim hay không? Và người trẻ thì có nguy cơ mắc cái bệnh này không ạ? Thì thực tế là chúng tôi ở đây thì cái chuyện mà bệnh nhân bị viêm cơ tim cũng thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp đến đây, do rất là nhiều các nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là những bệnh nhân thấp tim thì chúng tôi rất là hay gặp là bệnh nhân có những cái tình trạng nó biểu hiện viêm cơ tim, nhưng khi mà qua cái giai đoạn đó thì bệnh nhân sẽ khỏi. Nhưng đặc biệt là có một số trường hợp chúng tôi cũng gặp từ trước đến nay là do nghi do nhiễm một cái loại virus nào đó, bởi vì bệnh nhân có biểu hiện như là virus mà đến đây, thậm chí có một số các cái trường hợp là cả rơi vào cái thể rất là nặng, nó diễn biến rất là nặng, và bệnh nhân cũng có những trường hợp đã không thể qua khỏi. Nhưng mà tôi phải nhắc đi nhắc lại là cái chuyện là cái tỷ lệ hoặc là những cái trường hợp đó là
không phải là một cái phổ biến, không phải là thường gặp. Và cái bệnh đó, cái gọi mà chúng ta gọi là viêm cơ tim là một cái rất là đã có từ rất là lâu và thường quy trong các cái thực hành y học của chúng tôi thường ngày rồi. Vâng, thì như trên tôi nói là viêm cơ tim do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Cái điều trị viêm cơ tim thì chúng ta vẫn là điều trị chính, là cái điều trị cái nguyên nhân đấy. Thì và tuyệt đại đa số các cái bệnh nhân bị viêm cơ tim sau khi chúng ta điều trị thì bệnh nhân sẽ hồi phục và khỏi rất tốt nếu chúng ta điều trị được cái bệnh chính nó ổn định. Chỉ có một số rất ít, tôi đang nói là rất hiếm, là các cái thể nó rất là nặng. Thì khi những cái thể rất là nặng như vậy thì bệnh nhân có thể diễn biến rất là nhanh chóng, khó lường và có thể là dẫn tới tử vong một cách hết sức là nhanh chóng và rất là trầm trọng, và chúng tôi cũng đã gặp những bệnh nhân như vậy. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói là nếu chúng ta có phát hiện ra sớm, chúng ta có các cái biện pháp kỹ thuật tiên tiến hiện đại hiện nay trong cái hỗ trợ hồi sức tích cực cho bệnh nhân, hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân vượt qua những cái giai đoạn cấp tính đó, thì bệnh nhân hoàn toàn có thể cứu sống được bệnh nhân, và đã có rất nhiều trường hợp như vậy là đã được cứu sống. Vậy chúng ta có phòng tránh được viêm cơ tim không, thưa Phó Giáo sư? Vì nó có rất nhiều nguyên nhân, do cho nên là nếu chúng ta có phòng tránh được các cái nguyên nhân nói chung thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể phòng tránh để chúng ta không bị một cái biến chứng viêm cơ tim như vậy. Ví dụ như là bệnh nhân là bị viêm cơ tim do virus chẳng hạn, thì những cái việc mà lây lan các dịch cúm này, dịch chân tay miệng này, rồi thậm chí kể cả viêm gan do virus, các thứ đều có thể gây ra viêm cơ tim. Do cho nên là cái của chúng ta là gì? Là phòng tránh chung để chúng ta không bị lây nhiễm các cái loại virus, vi khuẩn đó, cũng như là không bị những các cái bệnh lý khác mà có thể dẫn tới viêm cơ tim. Thì đó là chính là chúng ta là phải giữ cho cái môi trường đó là sao sạch sẽ, chế độ ăn uống, rồi tập luyện cho cơ thể nó khỏe mạnh. Đấy là những cái phòng tránh chung. Còn khi mà chúng ta không may có những cái triệu chứng thì chúng ta cũng nghi ngờ. Ví dụ như là chúng ta bị nghi ngờ là bị nhiễm virus như cúm, đau mỏi cơ, sốt vân vân chẳng hạn, chúng ta lại có thêm những biểu hiện khó thở, rồi đau tức ngực, rồi có những cái hoặc là triệu chứng nặng hơn, thì cũng cần được đi khám sớm để các bác sĩ có xem là chúng ta có bị ảnh hưởng không, để có cái biện pháp mà chúng ta điều trị tích cực cho nó hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là cái viêm cơ tim chỉ là một trong cái biểu hiện hiếm gặp của tất cả các cái bệnh lý khác, từ nhiễm trùng, nhiễm độc cho tới là những cái bệnh lý tự miễn. Cho nên là cái việc chúng ta là quá lo sợ về cái bệnh lý này thì là hoàn toàn là không chính xác. Nhiều người dân thắc mắc là liệu có vaccine để tiêm phòng bệnh viêm cơ tim hay không, và tiêm cúm thì cũng có phòng tránh được bệnh này hay không. Phó giáo sư có thể giải thích kỹ hơn về thông tin này được không ạ? Ví dụ như là các bệnh nhân bị cúm, đặc biệt là cúm mãn tính, hoặc là bệnh nhân bị các cái bệnh nhiễm virus khác, ví dụ như là kể cả sốt xuất huyết, thì những cái biến chứng khác thậm chí nó còn trầm trọng, còn nặng nề hơn. Do cho nên cái trách nhiệm chúng ta là vẫn phải phòng, là phòng chung của các cái bệnh lý đó. Do cho nên là những cái bệnh lý ví dụ như là một số loại cúm thì chúng ta có tiêm vaccine thì hoàn toàn là chúng ta có thể thực hiện được tiêm vaccine để phòng ngừa chúng ta không bị cái cúm đó. Từ việc chúng ta không bị những cái cúm đó thì dẫn tới là cái việc là chúng ta có thể ngăn ngừa được cái biến chứng viêm cơ tim ở những trường hợp bị nhiễm các virus đó. Chứ không có một cái gọi là chúng ta nghĩ là vaccine để phòng viêm cơ tim, bởi vì nó không có một cái bệnh viêm cơ tim do một cái loại virus hoặc một loại vi khuẩn nào gây ra để mà chúng ta có thể gọi là bảo là có một cái vaccine để phòng được cái viêm cơ tim như vậy.